Vâng các bạn, ở trong vít này thì mình sẽ quay đập hộp một chiếc ThinkPad X1 Carbon Gen 12 mới nhất. Chiếc này thì mình sẽ quay để đóng hàng nhanh để gửi nhà xe Văn Minh để ship về thành phố Vinh cho anh Trường Giang nhé. Anh Trường Giang ơi, thì hàng của anh vừa về xong, vẫn còn nguyên đai nguyên kiện nhé. Đấy, con này vẫn còn nguyên đai nguyên kiện. Con này là ThinkPad X1 Carbon Gen 12 mới nhất phiên bản của năm 2024. Con này là chip Ultra 7 155H, RAM sẵn là 32GB RAM, ổ cứng ED1T này và màn hình sẽ là màn 2.8K OLED. Đó. Và con này đặc biệt là có cả cả WAN 4G LTE, anh có thể lắp SIM vào để vào mạng được. Đó. Thì đây, em sẽ khui ra cho anh nhé. Đây, hàng còn nguyên đai nguyên kiện này. Đó. Nguyên đai nguyên kiện. Ok. Bây giờ em sẽ cài đặt nhanh và gửi nhà xe Văn Minh. 8 giờ là xe chạy rồi, mà bây giờ đang là khoảng bây giờ đang là tầm 6 giờ, bên em sẽ cài chắc là kịp. Đấy. Chiếc này thì bên em cũng đã unbox nhiều rồi và cũng đã có vít quay. Đấy. Đây. Đây là hộp của máy bên trong. Đấy, hộp cực kỳ đẹp. Bên trong nữa thì sẽ có đây. Đây sẽ là sạc của máy đây. Sạc của máy. Đây nhá. Con này sạc của máy đây. Con này là chạy 65W. Chip Ultra 7 155H. Đây, sạc cực kỳ nhỏ gọn. Đấy, còn đây sẽ là dây sạc của máy. Đấy. Đây dây sạc của máy. Cái này thì một lát nữa em sẽ nhét hết lại vào trong thùng và sẽ gửi đến cho anh đúng đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Đấy. Đây em để sẵn ở đây. Đấy. Em xong rồi mình sẽ bóc đến máy. Xong rồi em sẽ đọc 4 số xe ăn cuối như anh yêu cầu. Đấy. Cái đấy thì ai yêu cầu thì em sẽ đọc thôi. Cái này cho vào đây nốt này. Đấy. Hộp này thì em sẽ cho cả hộp trắng của anh vào. Đầy đủ hết. Ok, em để tạm ở đây nhá. Đây ạ, sản phẩm của anh đây. Đây sẽ là hộp mà bọc bên ngoài của con X1 Carbon. Em sẽ mở ra. Đấy. Hộp cực kỳ đẹp. Đây sẽ là sản phẩm của anh nhé. Con này của anh đây. Đây là, em sẽ đọc luôn mấy số xe ăn cuối của anh. Đây. Con này có 4 số xe ăn cuối của anh đây. Em xem đây đúng rồi. Đây nhá. Là VELR ấy nhá. Đấy. Anh nhìn này. 4 số xe ăn cuối của máy là VELR. VEL cao R. Ok nhá. Đấy. Tôi sẽ lấy ra cho anh này. Ô, cực nhẹ. Con này chỉ có là 1,2 cân thôi. 1,2 cân. Đấy, cực kỳ nhẹ. Con này là màn OLED. Tần số quét là 120Hz, cực kỳ xịn rồi. Đấy, cực kỳ nhẹ. Đây sẽ là nút vân, có vân tay nhá, có vân tay này và có khe cắm sim. Đây sẽ là khe cắm sim anh ạ. Đây, anh có thể nhìn nhá, hàng mới 100% nhá, không hề có móp xước gì anh nhá. Đấy, em sẽ bàn giao lại cho anh đúng sản phẩm luôn. Đây là hông bên trái anh nhá. Hông bên trái thì đây sẽ là khe cắm sim anh nhá. Đấy, về nhà mình sẽ lấy cái que chọc sim mình cắm vào đây và anh lắp sim vào để vào mạng. Còn đây là hai cổng USB-C. Đấy, và đây là một cổng USB Type-A. USB Type-A. Đây là ở hông bên phải anh nhá. Đây sẽ là gáy của máy đúng không? Đấy, không hề một vết xước móp này anh nhá. Hàng mới 100% nguyên đai nguyên kiện. Đây là khe cắm khóa Kensington này. Đây có sẵn cổng HDMI luôn. Đấy. Con này nó chạy như kiểu giống hệt như kiểu MacBook nhưng mà có cả cổng HDMI đầy đủ mà chạy Win. Đây là cổng USB Type-A này. Đây là jack cắm tai nghe 3.5 này. Và đây sẽ là nút nguồn anh nhé. Đấy, ví dụ anh bấm nút này sẽ là khởi động máy. Đấy, còn đây sẽ là, bên này sẽ là có đây, anh sẽ cắm sạc ở đây nhé. Đấy, một trong hai cái jack này sẽ là cắm sạc. Ok. Vâng ạ. Bây giờ em sẽ cắm nguồn này. Đấy, em sẽ cắm nguồn. Cắm nguồn vào. Và cắm sạc vào cho anh. Đấy. Ok. Bên hông này sẽ có đèn báo sạc anh nhé. Anh nhìn bên này.
Đấy, nó sẽ có một cái đèn cam, đèn báo sạc là đã vào nguồn. Ok, đây, em quay lại. Đấy. Đấy. Đây. Còn anh ơi, đây sẽ là nút khởi động nguồn nhé. Đây là nút nguồn này. Đấy. Em bấm vào đây. Ok, đấy. Đèn nguồn đã sáng. Đấy. Con này thì sẽ có chứng chỉ là Intel Evo, dùng pin cực kỳ trâu rồi. Đây. Logo Lenovo cực kỳ đẹp, màn là màn có tấm nền OLED. Ok nhá, bây em sẽ tiến hành cài đặt Win và một số phần mềm anh yêu cầu để nhanh chóng để còn ship cho nhà xe Văn Minh để ship đến tận nhà anh. Ok. Ok, vâng anh Trường Giang ạ, Trung Trần đã tiến hành cài đặt đầy đủ Win 11 bản quyền theo máy cho anh rồi. Thì bây giờ Trung Trần sẽ bàn giao đúng cấu hình mà anh đặt nhé. Đấy. Đây nhé, về CPU của máy. CPU của máy con này thì sẽ chạy là Intel Core Ultra 7 155H này nhé. 155H này. Đấy. Con này là 16 nhân và 22 luồng anh nhé. 16 nhân 22 luồng. Còn đây sẽ là RAM của máy. Con này sẽ là RAM 32GB anh ạ. RAM 32GB và RAM là RAM hàn chết ở trên mainboard luôn và không nâng cấp được. Đấy thì anh đã chọn cái phiên bản RAM 32GB luôn. Đấy. Và bớt RAM con này là bớt 6400MHz. Đấy, con này ổ cứng của máy. Con này ổ cứng là chạy ổ SK Hynix luôn. Đấy, và SD1T. Cạc quạ, đây sẽ là cạc Wi-Fi của máy, sẽ là Wi-Fi 6E AX211. Đấy. Và đặc biệt chiếc này của anh thì sẽ có một nhân là nhân NPU. Nhân này là chuyên xử lý các tác vụ về AI với một số các ứng dụng là có cái chức năng về AI. Đấy. Và đặc biệt là đối với phiên bản Ultra này đã được nâng cấp lên card đồ họa onboard của máy sẽ là card Intel ARC. Đấy. Thì với con chiếc card đồ họa này thì sẽ có hiệu năng là gấp 2,2 lần với cả con Intel Iris Xe thế hệ trước rồi nhé. Đấy. Đấy là về cấu hình. Đấy là về cấu hình. Tiếp theo là về màn hình. Về màn hình của chiếc này thì anh đặt là có độ phân giải là 2,8K, có độ phân giải cụ thể là 2880x1080 anh nhé, và tần số quét là 120Hz, và anh tấm nền của máy sẽ là tấm nền OLED anh nhé, cực kỳ đẹp. Và đây em sẽ cho anh xem thêm về cái các cái vâng ạ, thì như ở trong này thì em sẽ show cho anh một số các cái đây chiếc máy này của anh ấy là sẽ có nhận diện khuôn mặt anh nhé. Đây, đây sẽ là nhận diện khuôn mặt này, và ở dưới này sẽ là nhận diện vân tay. Đấy. Như anh có thể xem ở trên bàn phím của máy thì đây sẽ là nút nhận diện về vân tay. Đấy, và nhận diện khuôn mặt thì sẽ có tích hợp ở trong cam của máy anh nhé, và đây sẽ là nút tắt bật che cam. Đấy, anh có thể tắt, anh gọi là anh gạt sang bên trái là che cam đi, và gạt sang bên phải sẽ là mở cam. Đấy, thì em đã mở hết sẵn cho anh rồi, về mình chỉ việc dùng thôi. Đấy. Với chiếc ThinkPad X1 Carbon Gen 12 này, Trung Trần đang phân phối với giá là trên 50 triệu đồng. Anh đã chuyển khoản full 100% rồi, thì Trung Trần sẽ gửi xe khách đến gửi nhà xe Văn Minh, gửi đến tận nhà anh ở thành phố Vinh anh nhé. Và một lần nữa Trung Trần xin cảm ơn anh Trường Giang đã luôn tin tưởng và ủng hộ Trung Trần ạ.